Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Quang Minh Trần, anh em Trịnh Hoàng Long, anh em Phạm Đức Thiện, anh em Nguyễn Việt Hoàng, anh em Phạm Dương, anh em Công Huy, anh em Huỳnh Hoàng Anh và cuối cùng là anh em Đức Anh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tôi xin được chúc các anh em đang làm nghề giáo viên, đang làm thầy cô giáo những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn các anh em vì những đóng góp to lớn của anh em cho xã hội. Hãy luôn tự hào về sứ mệnh thiêng liêng của mình anh em nhé. Và để tri ân các anh em làm nghề giáo ở trên kênh thì hôm nay tôi có một cái món quà nho nhỏ gửi tới anh em, đó chính là bài hát Bụi Phấn được chính tôi cover lại anh em nhé. Mời anh em thưởng thức. Quả là một cái bài hát rất là hay và ý nghĩa. Mỗi khi mà cái giai điệu đấy nó ngân lên thì nó tạo cho tôi, gợi nhớ lại cho tôi rất nhiều những cái kỷ niệm, mà đa phần là về những cái người thầy của tôi. Mỗi một cái người thầy đều đánh dấu mỗi một chặng đường trong cái cuộc đời của tôi. Đặc biệt là thầy Bùi Thanh Việt Hùng, người đã truyền cảm hứng tạo động lực cho tôi để tôi trở thành một kiến trúc sư. Hay là một người anh mà tôi rất tôn trọng, tôi coi như là thầy, đấy là anh Nguyễn Việt Hùng. Tuy nhiên là năm nay anh đã mất rồi. Anh đã vừa mới ra đi ở tuổi 42, một cái tuổi rất là trẻ. Anh là một cái người anh đã dạy cho tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống, cũng như là cách làm việc, cách sống sao cho đúng, sao cho nó có ý nghĩa. Đây là những cái người thầy mà tôi không bao giờ tôi quên. Và đó cũng chính là lý do tại làm sao mà cái bản cover bài Bụi Phấn của tôi nó có một chút gì đấy, nó hơi hoài niệm và nó hơi buồn một chút anh em ạ. Nhưng mà nỗi buồn nào rồi nó cũng sẽ qua đi. Cuối cùng là chỉ còn đọng lại những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh đẹp về người thầy mà tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ở trong lòng. Và sau này cũng thế, cuộc sống của tôi nó vẫn còn tiếp diễn. Nên là sau này rất có thể sẽ xuất hiện tiếp những cái người thầy khác ở trong cuộc sống của tôi. Tất cả những người cho chúng ta những cái bài học đều là những cái người thầy. Điển hình là khách hàng của tôi, khách hàng người đã dạy cho tôi biết bản final không phải là bản cuối cùng. Chị nói là chị chốt nhưng mà sao vẫn bắt em thiết kế thêm phương án nữa. Nhưng mà cay nhất là gì anh em biết không? Cay nhất là nó sẽ có những cái bản phiên bản là file 1, file 2, file 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi cuối cùng chị ấy chọn cái phương án đầu tiên, file 1 để thi công. Quá dã man đúng không? Nhưng mà chỉ dã man với các anh em mới ra trường thôi. Chứ còn với các anh em mà đồng trang lứa với tôi, ra trường được 10-15 năm thì nó là cái câu chuyện hết sức là bình thường. Cái bài học nó luôn được nhắc lại theo năm tháng. Và trải qua rất là nhiều nghề, tôi thấy nghề nào nó cũng có cái khó riêng. Ngay kể cả bản thân cái nghề làm YouTuber này, nó cũng khó như bao những cái nghề khác thôi. Chứ nó cũng không dễ như các anh em nhìn ở ngoài và các anh em tưởng tượng đâu. Đấy, nhiều khi các anh em nghĩ là tôi chơi game, sau đó thì tôi quay lại rồi tôi up lên thôi là được, tháng kiếm 5-3 triệu. Dễ như không, ngày chỉ mất khoảng 1-2 tiếng để chơi game. Thì anh em nhầm to rồi. Không phải như thế đâu anh em. Đấy, đấy là anh em chưa vào thôi. Chứ khi mà anh em vào, anh em làm, anh em mới biết.
kiếm mửa mật đấy anh em ạ. Cũng không có chia sẻ quá sâu về cái thu nhập nhưng mà rất là khó đấy. Ở đây nhá, là ở trên kênh tôi có rất nhiều anh em làm YouTuber nên là tôi không ngại gì tôi chia sẻ cái vấn đề đấy. Đấy, để mà có một cái thu nhập cao mà ổn định đấy thì phải có rất nhiều thứ khác chứ không phải chỉ có là ngồi chơi game đâu anh em. Bất cứ một cái ngành nghề gì ấy, nó có một cái quy luật chung, có một cái điểm chung là như này, là khi mà anh em làm, nếu mà lang nhàng ấy thì anh em làm bất cứ một cái nghề gì anh em cũng thế thôi, anh em cũng chỉ kiếm một cái mức lương thu nhập lang nhàng. Anh em dù có làm kiến trúc sư, làm bác sĩ hay là làm kỹ sư đi chăng nữa, nếu mà anh em không phải trong cái hàng top ấy, không phải là một trong những cái người xuất sắc nhất, thì anh em thu nhập anh em nó cũng sẽ không cao anh em nhá, chỉ đủ sống thôi, đủ trong cái ngành nghề đấy thôi. Nếu mà ngành nghề của anh em mà ổn định mà cao so với những cái ngành nghề khác thì nó gọi là tương đối đấy. Chứ còn để mà nói là thu nhập cao thì anh em chắc chắn anh em sẽ phải thuộc top những cái người xuất sắc nhất ở trong cái ngành nghề đấy thì anh em mới có cái thu nhập cao được anh em nhá. Tất cả ngành nghề luôn, kể cả là YouTuber nó cũng sẽ là như thế. Anh em nhìn thấy tôi có một cái lượng view rất là ổn định đúng không? Hay anh em có thể nhìn thấy anh em chơi khuya, anh em re quen đi chăng nữa, thì anh em thấy là trong một cái rừng YouTuber làm cái nội dung này chỉ có 3 người sống sót, 3 người là ở cái thời điểm hiện tại. Có thể sẽ có một vài người nữa cũng đang làm cái nội dung này, nhưng mà kiếm được 10 người chắc là khó đúng không? Anh em sẽ thấy cái bề nổi, anh em sẽ thấy là có 3 người thành công và có nhiều view, có người xem đấy, thì anh em thấy là dễ. Nhưng mà anh em có biết đâu là có rất nhiều kênh thậm chí là chưa ai biết đến thì đã bay màu đấy, chưa ai biết đến thì đã bỏ cuộc, nhiều lắm anh em ạ. Có hàng trăm hàng nghìn cái kênh làm về cái nội dung giống như tôi nhưng mà đã bỏ cuộc rồi. Và cũng có một số người cũng đã có một chút dấu ấn đến các anh em viewer, cũng có dấu ấn rồi nhưng mà cũng đã bỏ cuộc. Đấy, điển hình là có thể kể đến như là Hama Gaming, đấy, streamer Đức Kính, Dukia đấy, ngày trước rất là nổi luôn. Hay là Chí Anh Trần đấy, và gần đây, dạo gần đây thì có Phan Nhật, có Mr. D hay là có Glut Gaming, tất cả đều đã bỏ hết, không có làm về cái nội dung này nữa. Là anh em biết là nó cũng khá là khó đấy, khó nhằn, khó nhai, khó luốt, khó kiếm tiền đấy, khó đấy anh em ạ, không dễ đâu. Để mà có được một cái nguồn thu nhập ổn định mà để có thể duy trì được cái niềm đam mê ấy, thì nó khá là khó. Người ta sẽ một thời gian người ta sẽ không kiếm được thu nhập, người ta sẽ phải tìm cách để kiếm thu nhập thì người ta sẽ không thể duy trì được đấy. Đấy chính là lý do làm sao mà nó rụng dần. Nếu mà một cái người mà không có một cái nguồn thu nhập ổn định và không có một cái nguồn khác ấy để mà duy trì được cái cuộc sống ấy, thì rõ ràng là nếu mà phụ thuộc vào cái bộ môn này này thì rất dễ toang. Đó chính là lý do tại làm sao mà có rất nhiều kênh đã phải bỏ để làm cái nội dung khác. Vì có thể là sẽ có rất nhiều người là người ta chỉ có làm YouTube thôi, người ta không có cái công việc khác. Đấy nên là những cái người đấy là những cái người mà dễ là bỏ cuộc nhất. Bởi vì cái nguồn này mà không kiếm được ấy, mà không có nguồn khác ấy, thì chỉ có chết đói thôi, nếu mà không làm được ra những cái nguồn thu nhập khác đấy. Thế nên họ buộc là họ phải nghỉ để họ làm những cái khác. Ví dụ như làm nội dung khác, vẫn là làm YouTube nhưng mà làm nội dung về TFT chẳng hạn. Thế nhưng mà không phải dễ nhá. Có những cái người mà người ta chuyển sang người ta làm TFT ấy, người ta lại còn thảm hơn, thê thảm hơn rất là nhiều khi mà làm nội dung về auto chat. Tôi lấy ví dụ như là Đức Kính sau khi mà chuyển sang TFT thì một thời gian là cũng bỏ. Hay là như Harry Kiên Nhẫn cũng làm về TFT rồi bỏ. Đấy, bây giờ là không hề làm nữa. Không có mấy ai mà thành công được như Hama khi mà chuyển sang TFT, là vẫn còn có thể là xây dựng lại từ đầu và thành công đấy ở cái bộ môn TFT đâu. Không phải ai cũng được như thế. Đấy, hay lấy ví dụ như là Zequen chẳng hạn. Zequen bây giờ là đang làm nội dung về auto chat, mà trước đây Zequen làm auto chat xong là Zequen cảm thấy là auto chat nó không còn đem lại thu nhập tốt nữa, thì Zequen cũng đã chuyển sang TFT rồi. Đấy, nhưng mà chuyển sang TFT một thời gian
nó thậm chí là nó còn thảm hơn là làm auto chat. Sau đó là anh ấy cũng đã quay trở lại làm auto chat. Đấy, anh em có thấy không? Nó rất là khó, không dễ đâu. Bởi vì bây giờ cái YouTube ấy nó xài một cái thuật toán nó kiểu khác. Cách đây khoảng 5-10 năm. Đấy, thuật toán bây giờ là gì? Là khi mà cái nội dung của anh em ấy thực sự là giữ chân được người xem, người xem người ta xem lâu, người ta xem dài thì mới được đề xuất. Đấy, nó khó ở cái chỗ đấy. Nếu mà người ta vào ấy, người ta xem với một cái lượng thời gian nó rất là ít. Đấy, nhiều khi là với một cái tít hay, một cái giật tít hay, một cái ảnh bìa đẹp có thể lôi kéo được rất nhiều người ấn vào. Nhưng mà khi mà người ta ấn vào, người ta xem cái nội dung nó chán quá, người ta ra sớm ấy, thì cái nội dung đấy được cho là cái nội dung rác, hoặc là được cho là cái nội dung mà sờ pham, hoặc là cái nội dung nó có hành vi là gây hiểu nhầm, do là để cái tít hoặc là cái hình ảnh bìa nó không giống với cái nội dung ở bên trong. Đấy, nó chỉ thu hút bằng cái click đầu tiên vào trong video. Còn khi mà người ta xem một thời gian khoảng một vài phút, người ta thấy không hay, người ta ra luôn, thì YouTube nó sẽ bớt đề xuất đi. Đó, và dẫn tới là trong cái tình trạng là kênh nó sẽ không được đề xuất, thì cái lượng view nó sẽ ít. Và cái điều này ấy, nó áp dụng cho tất cả nha anh em nhá, chứ không phải chỉ có những cái người mới làm hay những cái người có ít sub. Mà kể cả tôi với 30.000 sub thì nó cũng sẽ là như thế. Mỗi cái video nó đều có cái tính toán riêng của từng video. Video nào hay thì được đề xuất, còn video nào không hay, chất lượng kém thì vẫn flop như bình thường. Anh em có thể thấy là ngay cái video trước của tôi ấy, video trước của tôi cũng thấy là nó có vẻ nó không được hay. Thì anh em thấy là cái view của nó là thấp hẳn so với những cái video còn lại của tôi trong cái thời điểm hiện tại. Anh em thấy là đa phần đều là 5k đúng không? Nhưng cái video ngày hôm trước của tôi nó bây giờ chắc là cũng chưa được 4k. Nên anh em biết là do cái chất lượng video của nó chưa được tốt. Đấy, thế là anh em yên tâm. Nếu mà trong trường hợp mà các anh em mà không xem tôi thường xuyên ấy, mà anh em tự nhiên nhìn thấy cái video của tôi được đề xuất lên để anh em xem, thì chứng tỏ là cái video đấy nó cực hay, có rất nhiều người quan tâm, có rất nhiều người xem. Đấy, và xem ở đây là xem rất lâu, chứ không phải là vào phát ra ngay. Anh em hiểu là đó là cái đề xuất của YouTube dành cho anh em với một cái nội dung là hay. Đấy, anh em có thể thấy là cái video đấy nó sẽ được đề xuất lên trên trang chủ của anh em. Đấy, còn nếu mà không được đề xuất lên trên trang chủ, tức là không hay. Thế nên là tôi kể cả là bản thân làm cái người mà sáng tạo cái nội dung này rất lâu rồi, nhưng mà tôi cũng phải rất cẩn thận anh em ạ. Tôi phải luôn tìm cách để làm cho cái video của tôi nó thực sự là hấp dẫn, để kéo dài được cái thời gian anh em xem hơn. Đó. Kể cả những cái lúc mà tôi nói chuyện như thế này, có thể là có một vài anh em không nghe, nhưng mà có rất nhiều anh em đã đang nghe tôi nói chuyện đấy. Và chính cái bản thân cái chia sẻ này nó khiến cho anh em gần gũi với tôi hơn. Đấy. Và anh em hiểu về cái công việc của tôi hơn, dẫn tới là chúng ta có một cái sự liên kết nó chặt chẽ hơn, dẫn tới cái việc là anh em sẽ xem tôi lâu hơn, và anh em sẽ thích ấn vào những cái video của tôi để xem hơn. Đó. Rồi. Ok, tâm sự với anh em một chút thôi, thì cũng đã đến phần gọi là giữa game rồi. Đấy, và cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ không cần phải eco nữa, mà tôi sẽ bỏ bài và tôi đánh luôn anh em nhé. Ok. Rồi, và cái trận này thì để xem là chơi cái gì. Bây giờ cái con Lancer ấy, nó làm co của rất nhiều bộ. Hiện tại là nó có cái bộ 6 Glacier và cái bộ Warrior, là cái con này làm co rất khỏe. Đấy. Ngoài ra thì con Lancer này nó có thể làm co ở trong cái bộ Beat. Bây giờ là Beat kẹp với Glacier cũng uy tín luôn. Vẫn chơi như bình thường, vẫn lấy sách, vẫn lấy cái tẩu, vẫn lấy cái tẩu, vẫn lấy cái sừng. Nhưng mà họ vẫn kẹp thêm hai con Glacier vào. Còn tôi ấy, thì cái đội hình ưa thích của tôi là cái bộ Shaman. Bởi vì trận này ở trong cái truyền thuyết ấy, anh em thấy là có hai con Shaman 5 đô. Và thường là khi mà có hai con Shaman 5 đô ấy, là tôi sẽ chọn cái con đường Shaman. Đánh rất là phê. Mặc dù là có thể là không được mạnh, nhưng mà
cái tính chất gacha của nó khiến cho cái trận đấu nó khá là hồi hộp, căng thẳng, kịch tính. Và tôi là một cái người làm nội dung thì tôi lại ưu tiên cho những cái trận đấu mà nó kịch tính, căng thẳng. Đấy, chúng ta sẽ không biết được là round sau chúng ta sẽ biến thành cái gì. Chúng ta có khỏe không, chúng ta có chiến thắng được đối thủ không, hay chúng ta là hóa ngu, sau rồi là chúng ta toang. Đó chính là cái hay ở bộ này. Rất hay đấy, rất là căng thẳng luôn nhá. Đấy, không biết là chúng ta chơi cái gì, không biết là chúng ta sẽ nhận được cái món đồ gì ở round sau. 6 Saman mà, chúng ta sẽ biến được những cái món đồ thành những cái món đồ cam đúng không? Và chúng ta không biết được là hóa được thành con gì. Đấy, đồ thì cũng không biết là hóa thành đồ gì này. Tướng cũng không biết biến thành con gì. Thắng cũng không biết là thắng hay là thua. Thậm chí là có những cái round ấy, tưởng chừng như là thắng, nhưng mà hết 20 giây tất cả những con Saman nó biến mất thì lại là thành thua. Dã man. Rất nhiều trường hợp nó sẽ là như thế anh em ạ. Thế là nói vui, Saman là cái bộ 20 giây đếm ngược. Chúng ta sẽ đếm ngược 20 giây, kết thúc 20 giây mới biết được là chúng ta thắng hay thua. Còn trước đấy thì không biết được. Đấy, đối thủ có thể trụ được sau 20 giây là đối thủ có thể thắng. Và chúng ta không kết thúc được đối thủ 20 giây thì chúng ta sẽ thua. Đội hình rất là ngang trái luôn đấy. Đấy, như trận này còn có cái Clive này. Những cái thằng Clive thì rất trâu nhá. Nếu gặp bộ Clive là nếu mà chúng ta chơi Saman là khả năng là sẽ khó có thể tiêu diệt được đối thủ. Ví dụ như 6 Clive kết hợp với 6 Glacier đánh ở level 11. Khi mà cái con Lancer nó cầm đồ thì nó rất là khó chết luôn. Giáp to này, xong rồi lại kháng phép mạnh. Để mà cái bộ Saman mà kết liễu được cái bộ Clive đấy ở level 11 thì khó lắm. Gần như là không thể kết liễu được, có khi là còn bị đấm ngược lại. Trận này có cả Goblin này. Goblin còn đang có chuỗi ăn nổi không? Khó. Súng cầm đồ. Súng này tí nữa nó sẽ kết hợp với con máy bay đây, để kết hợp với bộ lùn. Ăn được không? Lancer vẫn sống. Khó, khó, khó anh em ạ, khó. Hai thằng có chuỗi cơ. Mấy cái con Saman thì chúng ta sẽ mua để nó lên 3 sao anh em nhé. Mấy con Saman thì chúng ta đều sẽ phải chơi thôi. Ở level 10 thì chỉ có hai con Wizard thôi, còn lại nó sẽ là Saman hết. Chơi Saman thì nó sẽ là như thế. Chơi càng nhiều Saman thì càng tốt. Hóa được những con to tiền 5 đô 3 sao chả hạn, xong rồi là vào vụt thôi. Kết liễu đối thủ càng nhanh càng tốt. Đấy. Cần thì kẹp thêm con dơ so vào để lấy cái tăng mana nhanh. Có hai thằng có chuỗi. Sau round 20 chúng ta sẽ gặp lại của nó và chúng ta sẽ form về cái bộ kia. Form về cái bộ Saman sớm thì có thể cắt được chuỗi đấy. Rồi roll nha anh em nhá, lên 9 rồi roll thôi. Ok. Chưa có Wizard. Mà trận này tôi câu gấu nhưng mà nó không ra anh em ạ. Câu từ round 1 thế sao ấy? À, round 2 đúng không? Câu từ round 2 mà bây giờ vẫn chưa ra một cái con gấu nào. Bất cứ một con gấu nào luôn. Bây giờ câu gấu khó thật. Nó có 6% thôi mà. 6% nên là cái việc ra nó quá khó. Echo vứt gấu vào rồi mà cuối cùng là vẫn không ra. Thôi tôi cho nó nốt round này nha anh em nhé. Nốt round này thôi. Cho đến khi mà... À không. Tôi sẽ roll một vài round. Cho đến khi mà chúng ta form được cái bộ 6 Saman Fake. Form được thì tôi sẽ bỏ con gấu ra. Để lại như này một vài round đi. Xin phép các anh em một phút quảng cáo nhé.
shopslowa9.vn đang có một chương trình khuyến mại đặc biệt, giảm giá lên đến 50% giá trị các mặt hàng bán ở trong shop, và có giá đặc biệt đối với các anh em đang xem kênh Game Today. Đấy là một voucher giảm giá từ 20k cho đến 40k tùy vào mặt hàng. Ấn vào link affiliate hoặc ấn vào giỏ hàng để nhận được ưu đãi anh em nhé. Đối với các anh em thợ điện nước, thợ hàn, anh em chưa có dụng cụ đồ nghề, anh em thiếu dụng cụ đồ nghề, anh em chưa có đồ bảo hộ lao động, anh em có thể vào shop để sắm cho mình một cái món đồ như ý. Và chương trình khuyến mại sẽ kéo dài nốt ngày hôm nay, ngày 20 tháng 11. Nên là hy vọng các anh em nếu mà cần thì anh em hãy mua nhanh lên nhá. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là hết chương trình khuyến mại rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem quảng cáo, chúng ta quay trở lại con game nhá anh em nhá. Câu gấu 22 round chưa ra con gấu nào anh em ạ, dã man luôn. Thế này hết hy vọng rồi. Mà sao mà ra được gấu Saman đây? Tỷ lệ mà ra con gấu Saman bây giờ chắc là 1%. Bao giờ mà tôi ra được nốt hai con wizard ấy là tôi sẽ bỏ hết thôi anh em ạ. 1-2 round nữa. Già gánh phết nhỉ. Già với con Swordman gánh phết đấy. Thiếu một con wizard nữa thôi. Đu mà, một con wizard nữa thôi. Con nào cũng được. Đây rồi. Thôi đủ bộ rồi. Giải tán hết. Sáu Saman. Ok. Dồn hết đồ cho một con á. Round 23 form là 6 Saman. Tạm ổn. Đó. Khác biệt chưa? Khác biệt chưa? Khỏe luôn anh em ạ. Dã man, round 23 bắt đầu đi đẩy rồi. Rồi, chúng ta cứ roll ở cái level 9 này thôi. Cứ so 2 sao này. Ok. Quá tuyệt vời. Rồi, thế là có tướng tướng 2 sao 4 đô rồi. Tướng 2 sao 4 đô mà là Saman thì nó cực kỳ khỏe đấy nhá. Mấy cái xích luôn. Cái con tư tế này, bây giờ nó hóa là nó sẽ có đồ cam. Đấy, nó có đồ cam và nó có 3 đồ tím. Một đồ cam, 3 đồ tím ở thời điểm hiện tại, cực kỳ khỏe luôn. Gậy xanh nhá. Gậy xanh thì chả để làm gì. Nhưng mà được quả quét là hơi bị đẹp luôn. Thằng này chơi Goblin kết hợp với Clive à. Ây da, châu phết nhờ. Úi dồi ôi. Đấy. Đó chính là cái yếu điểm của cái bộ này. Sau 20 giây anh em ạ, 20 giây đếm ngược. Ui ui mèo này. Thôi chắc là dí lên 10 kiếm con Storm Saman thôi. Mèo thì bây giờ lại chưa cho vào được. Phải chơi hàng deal thì mới chơi mèo được. Nó chơi hàng fake thì cho mèo vào nó sẽ bị mất 6 Saman. Ui thằng kia chuỗi kinh nhờ, chuỗi 11 trận thắng liên tiếp rồi kìa. Chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại thì đang có rất nhiều đồ tím ở đây. Nhìn thì toàn đồ xanh dương và xanh lá thôi, nhưng mà nó là đồ cam với đồ tím đấy anh em ạ. 4 đồ tím, 1 đồ cam. Hóa ngon thì là ngon, còn hóa không ngon thì là không ngon. Hóa mà vừa vẩn cái toàn đồ thủ thì là thôi thua luôn. Hóa là phải toàn đồ công. Đồ công và đồ phép hay là đồ đam thì nó lại còn phụ thuộc vào xem là tướng gì.
tướng mà toàn tướng đam phép nhưng mà lại cầm đồ đánh tay thì nói chung là cũng phèn. Mà tướng đánh tay mà cầm đồ phép thì là cũng phèn luôn. Nói chung là nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều thứ để có thể là chúng ta chiến thắng được trong vòng 20 giây. Khó đấy. Quan trọng là phải gọi ra được một con tướng co gây đa mạnh. Chứ còn nha, nếu mà ra tướng thủ thì là thôi chết rồi. Tướng thủ, đồ thủ nữa thì thôi xác định toang luôn. Chơi bộ này trong ngày hôm nay có hên xui quá nhỉ. Thông điệp là gì đây? Thông điệp gửi tới anh em làm giáo viên trong ngày 20/11 chơi cái bộ hên xui. Học tài thi phận à? Có phải không? Ok. Nếu chúng ta chơi kiểu gacha nha anh em nhá. Ui vãi đái, Goblin 6 Goblin 6 mech rồi. 6 Goblin 6 mech ra bom máy bay. Căng thẳng bạn ơi, căng thẳng bạn ơi. Ơ, biến ra gấu đá 3 sao này, full đồ này. Ăn được không? Ăn được chứ, ăn được chứ, ăn được chứ. Ăn được chứ. Ui, nó khỏe quá anh em ơi. Tại sao hết giờ, đúng không, đúng không, đúng không. May quá, nó là con gấu đá anh em ạ. Cắt chuỗi luôn. Quá tuyệt vời. Có tiền để roll Storm Shaman với cả có tiền để roll mèo 2 sao rồi. Được đấy. Rồi. Bây giờ là tướng của tôi là cầm 2 đồ cam, 4 đồ tím rồi. Nhưng mà thằng kia là có con Dash Split 2 sao trông uy tín quá nhỉ. Có thằng 9 Feather ở phía dưới. Nhưng mà 9 Feather gặp thằng Goblin chắc là cũng toang rồi. Không có cái cửa gì đánh được đâu. Trận này nói chung là tôi cũng không có rèn mấy cái đồ cam với đồ tím làm gì cả anh em ạ. Nếu mà có thừa cái lượt rèn ấy thì tôi rèn hết sang cái xích thôi. Thêm khống chế đầu game để cản bọn nó không đấm vào mấy cái con Shaman trước. Đấy, với cả chúng ta có thể hóa được. Shaman nó có thể hóa nhanh được. Thằng này bây giờ uy tín phết đấy. Bom sắp lên 2 rồi. Và nó luôn ra được khá nhiều Dash Split. Luôn ra được bây giờ là 5 con Dash Split rồi. Vớ vẩn Dash Split 3 nhá. Dash Split 3 sao mà cầm RO thì cũng sợ phết đấy. Mà cái bộ Goblin kết hợp với cả cả 4 Warlock đúng không? Thì nó thực sự là nó rất là trâu đấy. Không biết tí nữa ăn nổi không. Bộ này là phải 20 giây. 9 Feather hàng fake. Ui, ui, tôi biến quả này đẹp luôn anh em ạ. Biến ra Sandbow Exit full đồ à. Bổ hơi bị đau luôn. Ơ nhưng mà thua. Đánh với 9 Feather không ăn được. Ơ vẫn ăn này. Bổ đau thật sự. 10k đam anh em ạ. Hai con tướng 3 sao của tôi gây được 10k đam luôn. Tôi nghĩ là chúng ta nên đẩy mạnh cái tốc độ trận đấu này lên anh em ạ. Late game sợ không ăn được Goblin đâu. Giáp to xong còn hồi máu nữa, đỡ không sao được. Bây giờ roll mạnh mạnh một tí, đẩy chết hết bọn kia đi. Xong rồi là solo. Sắp lên 3 sao này. Ui đen nhờ. Không ra thêm một con nào ạ. Lại ra con mèo nữa. Ui đen. Thôi rồi 10 giây thôi. Không kịp anh em ạ. Thôi cái con Doom chắc bỏ ra. Chả cần. Càng nhiều Shaman càng tốt thôi. Vứt càng nhiều Shaman càng tốt. Ui thằng này cái gì đấy. Insectoid à. Ok nhưng mà bạn ơi, vớ vẩn Insectoid đi luôn ra này không. Trông bìa nó đẹp quá trời luôn này. Cũng khó, cũng khó anh em ạ, cũng khó. Insectoid này nó đẻ ra liên tục. Ơ kìa bạn ơi. Đẻ lắm đấy. Thằng này nó có trứng cho con heo. Trứng cho heo. Thua đó. Biến ngu ấy, round này là bị ngu. Biến đẹp thì chắc là cũng không thua đâu. Chưa ra Storm Shaman nhỉ. Ui rồi lên 3 sao luôn đấy hả? À đâu, lava nhầm. Lava mới có 2 con. Mà là con Defector cơ, Defector mới lên được 3 sao, thiếu con.
Đẩy mạnh lên đi. Roll tiếp. Đây rồi. Hay quá. Sao nó lại hợp lý thế nhờ. Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa. Quá tuyệt vời. Rồi. Hay quá nhờ. Ăn được không? Chắc là ăn được. Ơ kìa, nhưng mà nhầm rồi. Cái này là 4 sa man này nhá, có phải 6 sa man đâu. Nhầm rồi. Ui mà vẫn đẩy mạnh anh em ạ. Dã man. Nó toàn sa man mà. Full đội hình sa man luôn. Đẩy 39 máu á. Cái round này tôi bỏ mất một con wizard. Quên mất. Đây, bây giờ mới đủ bộ. Rồi, chúng ta chỉ cần 2 wizard thôi, kích hệ được rồi. 6 Saman hàng Ryu. Chính thức là ở trên bàn cờ nó sẽ có 8 con Saman. 8 con Saman hóa hình. Con nào cũng sẽ được cầm đồ. Đấy, mỗi con một con sẽ cầm full đồ và những cái con còn lại mỗi con sẽ cầm một vài đồ. Chia ra đấy, thừa đồ thì cho. Đấy, cứ chia đều ra. Không cần phải rèn bất cứ một cái món đồ tím, đồ cam nào cả. Bây giờ đồ cứ rơi sang đây là cho cầm hết. Khỏe kinh khủng luôn. Anh em nhìn con Doom này. Mắc đồ luôn. Cứ biến ra Doom mà sướng. Hy vọng sẽ biến ra nhiều Doom. Hoàng bào đây, long bào được á. Cứ cầm cái long bào chắc cú cái đã. Tí nữa thua thì còn có cái mà chuyển. Ok. Cầm sẵn cái long bào này là ngon rồi. Cái long bào này nó có thể kích hệ được hệ Kira nữa nha anh em nhá. Hay quá. Defector lên được 3 sao này. Rồi roll tiếp, xả hết tiền luôn. Úi dồi ôi, Storm Shaman, hay quá nhờ. Được đấy. 5 tiền vẫn được bán 2 con. Quá tuyệt vời. Ê, thôi, con này lên được 2 sao thì dồn đồ cho nó thôi chứ còn làm gì nữa. Thế là chúng ta có một cái con tướng mà nó cầm 2 đồ cam, 1 đồ tím. 5 đô 3 sao. Trời ơi, thôi sao. Gặp thằng Insectoid mà biến ra con máy bay đi. Rồi, lại có biến ra là con gấu mết nữa. Máy bay kìa, anh em nhìn con máy bay kìa. Nó clear. Thôi. Ơ nhưng mà đây là cái bóng. Hơi đen nhỉ, gặp cái bóng nữa. Máy bay bắn cháy thật. Để ra giữa đi, biết đâu biến thành con máy bay. Máy bay clear nhanh thật. Thêm một cái món đồ cam nữa này. Free đồ cam. Ok. Khá là hợp lý à. Rồi, cứ đảm bảo là mỗi con sẽ cầm một cái xích là được. Đấy, mắc binh rồi anh em ạ. Đồ giờ cứ đồ rơi ra thì cho con tướng co cầm. Đấy, nếu mà đồ xanh dương thì là cho tướng co cầm. Co ở đây bây giờ đang là Storm Shaman 2 sao. Hóa thành cái gì thì hóa. Insectoid căng phết rồi nhỉ. Ui bom ba này. Còn thằng này thì xem nào. Thằng này chưa có con co 3 sao thì thua rồi. Rồi xong rồi. Xong rồi. Ui dồi ôi, tôi biến đẹp quá anh em ạ. Kết liễu đối thủ rất nhanh luôn.
Cái pha vừa rồi không biết đẩy bao nhiêu máu nhỉ, nhìn trông có vẻ hơi căng. Ok, có rất nhiều đồ ở đây. Không phải rèn đồ gì cả đâu anh em ạ. Đồ bây giờ cứ bao nhiêu đồ cầm hết. Cho Saman cầm là nó biến thành, ở đây là nếu mà đồ xám ấy là nó sẽ biến thành đồ xanh dương đấy. Full đồ luôn. Bây giờ lợi thế về đồ chênh lệch nó với đối thủ nó nhiều. Tầm này là khỏe rồi. Bây giờ chỉ hy vọng là biến đẹp thôi anh em ạ. Ui rồi. Ở dưới thì biến ra số tôm Saman, ở trên thì con rớt 3 sao ạ. Thế thì thôi. Bạn ơi, chập bạn bom 3 thì cũng đi rồi. Dã man, cắt chuối là thứ hai luôn này. Biến nó đẹp quá trời luôn, ra vừa rồi. Cứ biến mấy cái con gây đam mạnh là được. Rồi, tiếp theo là Lava Saman lên được 3 sao. Những cái con này mà nó lên 3 sao thì nó sẽ biến ra được là 4 đô 3 sao đấy anh em. Rất khỏe luôn. Đấy, tôi xả hết tiền cho đẩy càng nhanh càng tốt. Ok. Con mèo này mà lên được 2 sao nhỉ. Mèo lên 2 sao mới căng. Mèo bây giờ mới 1 sao đó. Nhưng mà nó biến thành 5 đô 2 sao. Nó sẽ biến thành con 5 đô 2 sao. Ok, biến thành con mèo 2 luôn. Cầm đồ luôn. Bắn quá cháy rồi. Ngộ không anh em ạ. Còn con Berserker chứ. Berserker 3 sao, ngộ không 3 sao. Rồi cả cá lông nữa. Cái đao vừa rồi biến cũng đẹp luôn. Cứ biến đẹp là đối thủ đi. Sau 2 round đối thủ chỉ còn có 21 máu anh em ạ. Không biết là round sau có đẩy đi được không. Nếu mà biến đẹp là 21 máu nó là quá ít cho cái round sau luôn. Hy vọng là round sau là chúng ta sẽ biến đẹp và đẹp hơn nữa là sẽ ra được cái con mèo lên 2 sao. Quá tuyệt vời. Hy vọng là sẽ ra con mèo 2. Cuối cùng là cũng chỉ đến round 36 là kết thúc trận đấu anh em ạ. Một trận đấu quá nhanh cho cái bộ Saman. Cái thằng Trung Quốc ấy, nó ra đi ở top 3 xong nó còn ở lại nó xem tôi này. Nó đang bất ngờ cái bộ Saman ấy. Saman trận này biến đẹp phết anh em ạ. Round quái cũng biến đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Lấy được cái đũa phép này. Lấy luôn. Đũa phép này trong trường hợp mà ra cái con bắn trưởng thì nó sẽ có cái cơ hội hóa ra cái búa sét. À cái đũa phép. Đấy. Dồn đồ cho con này đi. Tôi thấy mạnh hơn đấy. Ok chưa? Quá đẹp rồi. Rồi, ra cuối. Biến ra Berserker. Biến ra heo anh em ạ. À. Ôi rồi ôi, biến ra cả phong vũ 3 sao. Thế thôi rồi. Thế đi. Ôi rồi, máy bay 3 kìa. Bay màu nhanh thật sự. Máy bay 3 bom 3. Nhưng mà gặp một đống toàn là những cái con tướng gây đam. Lại còn cầm toàn đồ cam với đồ tím nữa thì đỡ làm sao được. Quá dã man. Tôi đếm sơ sơ là cũng thấy là có cả cái giáp xương rồi. Đấy mà Berserker này, phong vũ, Siren, heo. Trời ơi, quá nhiều những con tướng gây đam luôn. Đỡ làm sao được. Chênh lệch về đồ nó là quá nhiều. Tôi chắc là cỡ cái round cuối nó phải 8-9 đồ cam rồi. Quá nhiều đồ cam. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi.
Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Đó là một cái clip hay mà có thể anh em đã bỏ qua do cái tít nó đặt nó không được hay cho lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một trong những trận đấu hay nhất của tháng này, rất kèo mãn nhãn. Anh em cứ tin tôi, hay cực kỳ luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.